Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại thành phố Bắc Giang đang diễn ra Liên hoan chèo toàn quốc. Liên hoan năm nay hứa hẹn mang đến nhiều vở diễn đặc sắc với những diễn viên nghệ sĩ tài năng. Đối với nghệ thuật chèo, thành công của mỗi vai diễn sẽ tạo nên thành công chung của một vở chèo. Có một vai diễn vừa mang lại cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, lại vừa để lại một ấn tượng đặc biệt, đó chính là vai hè chèo. Và trong sân khấu chèo chuyên nghiệp tỉnh Bắc Giang, có một diễn viên đã tạo được dấu ấn đậm nét ở loại vai diễn này. Nghệ sĩ mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là nghệ sĩ ưu tú Anh Tuấn, diễn viên nhà hát chèo Bắc Giang. Trong suốt nhiều năm công tác, nghệ sĩ Anh Tuấn từng đóng gần 30 vai diễn với nhiều vở khác nhau. Mỗi vai diễn đều có một số phận, tính cách và hoàn cảnh riêng. Thế nhưng, khán giả biết đến tài năng diễn xuất của Anh Tuấn vẫn là qua những vai diễn hề chèo. Với dáng hình nhỏ nhắn, Anh Tuấn biến hóa nhanh nhẹn, diễn xuất sinh động, tự nhiên trong từng câu thoại, cùng với chất giọng chèo đúng quy chuẩn. Nhiều bạn diễn đã từng khẳng định, Anh Tuấn diễn mà như không diễn. Với cái bản năng của nghệ sĩ ưu tú Anh Tuấn ấy, là một người say nghề này và có chất giọng tốt, và cái sức biểu cảm của nghệ sĩ ưu tú Anh Tuấn ấy, biểu diễn rất là thông minh, tức là mình cũng là người mà được tham gia nhiều vai diễn cùng với nghệ sĩ ưu tú Anh Tuấn rồi, nhưng mà khi mà diễn với những bạn diễn khác ấy thì đôi khi mình lại phải tự là tìm tòi, phải đạo diễn, phải hướng dẫn nhiều. Nhưng mà khi mà được tham gia cùng với nghệ sĩ ưu tú Anh Tuấn, không phải trong vai diễn đâu mà cả những cái lớp mà chẳng hạn như là đánh võ hay là những cái vai diễn nó dù là đơn giản nhất nhưng mà chỉ cần nhìn nhau đã là hiểu rồi. Anh Tuấn luôn có một tâm niệm rằng đã làm nghề, theo nghề thì phải yêu, phải thương, phải tận tụy với cái nghề ấy. Sinh vì nghề, tử cũng vì nghề. Có như vậy thì mỗi người bằng khả năng tự rèn luyện, tự học thì sẽ tìm được chỗ đứng riêng cho mình. Sau hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật chèo, mới đây nghệ sĩ chèo Anh Tuấn đã được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Với sự trau dồi kiến thức nghề nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn của mình thì là một cái người mà là một cái tấm gương mà có thể nói rằng không chỉ riêng cho các thế hệ trẻ đâu mà còn có cho tất cả các thế hệ nghệ sĩ hiện tại của nhà hát phải học hỏi. Khi mà được nhận cái danh hiệu này thì là cái một là cái công hiến, hai là cái trách nhiệm nó sẽ là mình lại nặng hơn, bởi vì là một cái là ở trong nhà hát thì mình cũng giữ cái chức vụ đội trưởng của diễn viên, cho nên là khi mà nhận được cái danh hiệu này nữa thì là cái ngoài cái nỗ lực và cái trách nhiệm là nó sẽ nặng nề hơn để làm sao phát triển được cái bộ môn nghệ thuật chèo. Với vai trò thuyền trưởng của anh em diễn viên, anh Tuấn luôn khiêm nhường, gương mẫu, trách nhiệm với những vở diễn và vai diễn. Với tài năng, nghệ thuật và sự đam mê cháy bỏng luôn thường trực, anh đã, đang và sẽ đóng góp nhiều thành tựu cho sân khấu chèo truyền thống của Bắc Giang và của cả nước.